Xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục đến với tập 224 của bộ truyện Tiên Hiệp Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn gocchuyen.com. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục theo dõi diễn biến của câu chuyện. Lúc bây giờ Kỷ Linh ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt cũng phải thay đổi. Xa xa có một đoàn thân ảnh bay tới, trùng trùng điệp điệp. Đó là 16 gã đạo quân đỉnh phong, gồm 4 người Hiểu Mộng đạo quân cùng 12 người Cổ Già Vương. 16 tên đạo quân đỉnh phong trùng trùng điệp điệp trực tiếp thi triển ra bí thuật. Có một chút người thì khống chế pháp bảo trực tiếp công kích từ phía xa xa. Sắc mặt của Kỷ Linh đã sớm thay đổi, lập tức thi triển ra hình chiếu thế giới và 9 đại bí thuật, dựa vào vô ảnh đoạn thuật lập tức biến mất vô ảnh vô tung. Đối mặt với lực lượng như vậy, hắn nào dám ngại kháng đây. Duyên Hổ, Thiên Tàn, hai người các ngươi trông coi ở chỗ này trước đi. Hai người chúng ta vượt qua trước, dựa theo ước định khi trước, sau khi lấy được trái cây, bốn người chúng ta sẽ chia đều. Hiểu Mộng đạo quân truyền âm nói. Hắn vô cùng rõ ràng, đạt được lệnh phù đoạt bảo vật, chỉ dựa vào sức một mình chỉ sợ sẽ không bảo vệ được. Bốn người bọn họ liên thủ thì mới có tư cách để cướp đoạt. Được. Duyên Hổ đạo quân và Thiên Tàn đạo quân gật đầu. Hắc Kiêu, Hiểu Mộng thì xông về phía xiềng xích bảy màu. Dừng lại cho ta. Hình chiếu thế giới và 9 đại bí thuật của Kỷ Linh thu nhỏ phạm vi lại, ngăn cản ở phía trước xiềng xích bảy màu. Nếu muốn bước lên xiềng xích bảy màu thì nhất định phải xông qua khu vực này. Thân ảnh của Kỷ Linh hiện ra, cầm trong tay 6 thanh Bắc Cổng kiếm, ngăn cản ở phía trước. Người ngăn được một đám đạo quân như chúng ta hay sao? Hiểu Mộng cười lạnh nói. Cổ Già Vương, lên, chúng ta lên bên trên. Cổ Già Vương cũng xuất lĩnh 6 gã đạo quân đỉnh phong xông vào bên trong. Dù sao cũng mới hơn 1 tháng, mặc dù mượn bảo vật thời gian để luyện thành pháp môn sinh mệnh, thế nhưng cũng chỉ có một bộ phận luyện thành mà thôi. Người không ngăn cản được chúng ta đâu. Cổ Già Vương dẫn theo 6 gã đạo quân đỉnh phong, còn có Hiểu Mộng đạo quân, Hắc Kiêu đạo quân đồng thời xông vào bên trong. Cổ Già Vương, Trần Vũ Ma Quân, Hắc Kiêu đạo quân, Hiểu Mộng đạo quân, 4 người bọn họ cầm đầu, tổng cộng có trọn vẹn 9 tên đạo quân đỉnh phong đồng thời phóng về phía Kỷ Linh. Lấy một địch 9 nư, đừng nói là Kỷ Linh, ngay cả Tiểu Thánh cũng không làm được điều này. Chẳng những là 9 tên đạo quân đỉnh phong xông về phía trước, Duyên Hổ đạo quân, Thiên Tàn đạo quân và 7 tên đạo quân khác cũng bắt đầu vây công Kỷ Linh, muốn kiềm chế Kỷ Linh lại. Hắn ta sẽ không ngăn được. Chúng ta có nhiều đạo quân như vậy, ai cũng không ngăn cản được đâu. Chúng ta đi qua thôi. Những đạo quân đỉnh phong này đều tràn ngập tự tin. Kỷ Linh một mình đứng ở trước mặt xiềng xích bảy màu, 3 đầu 6 tay, cầm trong tay 6 thanh Bắc Cổng kiếm, 9 đại bí thuật và hình chiếu thế giới bao phủ chung quanh. Đối mặt với đám đạo quân đỉnh phong đang đánh tới này, Kỷ Linh chỉ bình tĩnh nhìn về phía bọn hắn. Vèo. Kỷ Linh đột nhiên hư không tiêu thất không thấy đâu nữa. Cẩn thận một chút, đừng để hắn ở bên ngoài đánh lén. Ám sát đoạn thuật của hắn ta rất là quỷ dị. Tất cả mọi người cẩn thận một chút đi. Cả đám đều liên thủ công kích về bốn phía, đồng thời cũng đều thao túng bí thuật đối chiến với bí thuật. Hình chiếu thế giới của Kỷ Linh cứng đối cứng va chạm. Hơn nữa bọn hắn cũng tiếp tục xông về phía trước. Xoẹt xoẹt xoẹt. Chúng ta lên đây, lên đây. Chỉ thấy từng gã đạo quân đỉnh phong liên tiếp rơi xuống bên trên xiềng xích bảy màu. Trong tích tắc bọn hắn rơi xuống bên trên xiềng xích, cả đám đồng thời cảm giác được lực lượng vô hình bao phủ lấy bọn hắn, khiến cho bên trên xiềng xích không có cách nào chém giết lẫn nhau được. Bên trên, Cổ Già Vương cũng xông về phía trước. Càng một cái lô đen đột nhiên hiện ra rồi bao phủ Cổ Già Vương. Một tiếng vang rất lớn vang vọng, cả thân thể Cổ Già Vương đều bị đánh bay về phía sau. Càng Hắc Kiêu đạo quân không tay không tấc sắt, khả năng cận chiến rất mạnh, thế nhưng theo một tiếng nổ vang kia cũng bị chấn bay ngược về phía sau. Cẩn thận, là tên Bắc Minh kia. Đám người Cổ Già Vương, Hắc Kiêu đạo quân đều nổi giận. Trong nháy mắt Kỷ Linh ra tay, thân ảnh đã hiện ra, hai con người lạnh lẽo quét về phía mấy người bọn hắn, sau đó là đột nhiên hư không tiêu thất. Nếu như Kỷ Linh muốn giết mấy người bọn hắn chỉ sợ sẽ rất khó, thế nhưng nếu muốn ngăn cản bọn hắn, dùng độ cao siêu của kiếm thuật Kỷ Linh hiện tại lại thêm tâm kiếm thuật hiện tại đã đủ để đánh bay một đám đối thủ. Ta cũng không tin. Trên khuôn mặt non nớt giống như thiếu niên của Hiểu Mộng đạo quân kia mang theo sát ý, hai tay của hắn nắm lấy một thanh huyết nhận cực lớn. Lăn.
Vèo vèo vèo. Một đạo lưu quang huyết sắc vô cùng kinh diễm bỗng nhiên xuất hiện. Nó giống như cảnh sắc tuyệt mỹ nhất trên thế gian này vậy, khiến cho người ta không khỏi trầm mê, khiến cho người ta không khỏi say mê. Cho dù Hiểu Mộng đạo quân đang thi triển ra một chiêu thì tâm thần cũng hoàn toàn đắm chìm vào trong một chiêu này. Thanh huyết nhận này chính là một thanh binh khí rất là huyền bí, đặc thù. Hắn si mê thanh binh khí này mà đạo của hắn cũng hoàn toàn phù hợp với thanh huyết nhận này. Rất nhanh, so với ta còn nhanh hơn ư? Kỳ Linh cả kinh. Kiếm của hắn hôm nay đã rất nhanh rồi, thế nhưng lúc nhìn thấy đạo lưu quang huyết sắc kinh diễm tuyệt luân này thì Kỳ Linh cũng đã biết rõ kiếm của mình so với đối phương còn chậm hơn một mảng lớn. Sáu thanh Bắc Cẩm kiếm của Kỳ Linh đồng thời thi triển. Lúc đối phó với đám người Cổ Già Phương, Hắc Kiêu đạo quân, Trần Vũ Ma quân, Kỳ Linh chỉ dùng một thanh kiếm để đánh lui bọn hắn. Thế nhưng khi đối mặt với Hiểu Mộng đạo quân, hắn lại hoàn toàn không thể đánh ra được một kích kinh diễm như vậy. Cho nên Kỳ Linh cũng không dám lãnh đạm một chút nào. Sáu đạo kiếm hình sương mù xuất hiện, mỗi một đạo đều đột phá gấp trăm lần cực hạn thiên đạo. Keng keng keng. Chỉ cần phòng ngự, cuối cùng cũng sẽ chiếm được một chút tiện nghi. Tuy rằng Quang Minh Vương, Lê Tinh Công Chủ đã thua ở trong tay Hiểu Mộng đạo quân, thế nhưng lại vừa vặn để có thể giữ được tính mạng. Bởi vì cận chiến của Kỳ Linh lại hoàn mỹ chân chính. Tuy rằng chiêu đánh ra là trung cực kiếm đạo chi tích huyết, thế nhưng trong nháy mắt kiếm quang đụng chạm đã chuyển hóa làm trung cực kiếm đạo chi duy tâm. Từ sau khi ngộ ra trung cực kiếm đạo, kiếm của Kỳ Linh công kích chính là phòng ngự chính là công kích, tất cả đều có thể lập tức biến hóa, không có một tia khó khăn nào. Oanh! Cảm giác được lực lượng phản chấn liên tiếp chuyển đến, Hiểu Mộng đạo quân cũng bị chấn cho lảo đảo lùi xuống bên dưới. Trên mặt hắn tràn ngập vẻ khiếp sợ. Lần thứ nhất, đây là lần thứ nhất hắn ra chiêu lại bị áp chế chính diện. Hắn ra chiêu, tuy rằng đám người Lê Tinh, Quang Minh Vương có thể bảo vệ được tính mạng, tuy nhiên cũng rất là chật vật. Coi như là Tiểu Thánh, đối mặt với một chiêu này của hắn thì tốc độ của Tiểu Thánh cũng sẽ phải chậm đi một chút, cũng chỉ có thể cố thủ mà thôi. Thế nhưng Kỳ Linh lại áp chế hắn. Không có khả năng, không có khả năng. Trong mắt Hiểu Động đạo quân có một chút điên cuồng. Lại đến đây, lại đến đây. Hắn đối với huyết nhận của mình rất có lòng tin. Xoẹt. Lại là một đạo lưu quang huyết sắc kinh diễm. Sáu đạo kiếm hình sương mù của Kỳ Linh lần nữa xuất hiện. Chỉ thấy sáu đạo kiếm hình sương mù giống như một cái la bàn cực lớn, lúc đâm ra rất nhanh đã xoay tròn, biến thành hắc động rất lớn, trực tiếp ầm ầm va chạm với lưu quang huyết sắc kia, đánh bay Hiểu Mộng đạo quân. Hiểu Mộng đạo quân, tuy rằng tốc độ của ngươi so với ta nhanh hơn, thế nhưng ngươi chỉ có một thanh huyết nhẫn. Nếu có sáu thanh, chỉ sợ ta sẽ chật vật hơn nhiều. Thanh âm của Kỳ Linh vang lên. Kiếm của hắn tốc độ không bằng Hiểu Mộng đạo quân, thế nhưng ít nhất hắn cũng là người gần với Hiểu Mộng nhất trong các đạo quân. Không giống như đám người Tiểu Thánh, Lê Tinh cách biệt lớn như vậy. Cộng thêm vào đó, sáu thanh Bắc Cổng kiếm đồng thời phòng ngự, kiếm thuật phòng ngự lại lợi hại, cho nên đương nhiên có thể chính diện trực tiếp ngạnh kháng, mà lại còn có thể đánh bay đối thủ. Bắc Minh chết tiệt. Cổ Già Vương, Hắc Kiêu đạo quân, Trần Vũ Ma quân ở bên cạnh đều có chút nóng nảy. Hiểu Mộng bị đẩy lùi về phía sau, sắc mặt cũng có chút khó coi. Trước đó đánh bại Quang Minh Vương, Lê Tinh, lòng tin của hắn tràn ngập, nghĩ mình tuyệt đối có thể khiêu chiến được với Bắc Minh bài danh thứ hai. Thế nhưng sự thực đã hung hăng cho hắn một cái tát, khiến cho hắn cảm thấy chênh lệch cực lớn. Thế nhưng hắn lại không biết rằng, từ sau khi tâm kiếm thuật được luyện thành, Kỳ Linh tiến tới sát Tiểu Thánh, các đạo quân đỉnh phong khác với Kỳ Linh đã có chênh lệch rất lớn, lớn hơn, đặc biệt là Kỳ Linh ở các phương diện đều rất là hoàn mỹ. Chúng ta làm sao bây giờ? Các đạo quân đỉnh phong khác đều đã đi qua, chỉ có bốn người chúng ta là bị ngăn lại. Bắc Minh chết tiệt này thực sự là giả hoạt mà. Bốn người Hiểu Mộng, Cổ Già Vương, Hắc Kiêu, Trần Vũ Ma quân, bọn họ đều có chút lo lắng. Trước đó bọn hắn có trọn vẹn 9 tên đạo quân đỉnh phong xông về phía trước, cho nên quả thực Kỳ Linh không ngăn được. Nhưng nếu như chỉ muốn chế trụ bốn gã đạo quân đỉnh phong, như vậy Kỳ Linh vẫn có thể làm được. Vèo vèo. Thân ảnh Kỳ Linh lại một lần nữa hiện ra, đứng ở trước xiềng xích bảy màu. Chính là các ngươi, là các ngươi gây khó dễ trước đấy. Kỳ Linh nhìn bốn người bọn họ. Làm sao bây giờ? Chúng ta công kích, Bắc Minh này luôn chạy trốn, căn bản không để ý tới chúng ta. Nếu như kéo dài quá lâu, bảy người Thiên Tàn đạo quân sẽ xông vào trong thông đạo. Những đạo quân đỉnh phong khác cũng có chút sốt ruột. Kỳ Linh không để ý tới những người kia, chỉ nhìn chằm chằm vào bốn người này. Kỳ Linh rất rõ ràng, pháp môn đạo tâm
muốn thông qua rất khó. Về phần đánh bại 9.000 tầng cấm chế kia, những đạo quân đỉnh phong thực lực yếu kia đối với Kiều Trần căn bản không có uy hiếp. Giờ phút này, trước mặt đất nham thạch trên thâm uyên thứ hai, Kiều Trần đang ở bên trong nhà cỏ thời gian để tu luyện pháp môn đạo tâm. Hắn lần lượt thất bại, đương nhiên hắn cũng rất rõ ràng bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Phải nhanh hơn nữa, Bắc Minh đang kéo dài thời gian, ta phải nhanh hơn một chút nữa nào. Vèo vèo vèo. Giờ phút này lại có 5 tên đạo quân đỉnh phong liên tiếp phóng tới. Kiều Trần, giao ra động minh ngọc phù. Kiều Trần, giao ra đây. 5 tên đạo quân đỉnh phong này lập tức muốn vây công Kiều Trần. Đối với bọn họ mà nói, động minh ngọc phù mới là thứ quan trọng. Lệnh phù trái cây cho dù có giá trị cao thì cũng chỉ hữu dụng đối với Vĩnh Hằng Đế Quân mà thôi. Vĩnh Hằng Đế Quân cho nhiều bảo vật thì có tác dụng gì đây? Dù sao cũng không giúp bọn họ hợp đạo. 9 phần lệnh phù hái trái cây đều không bằng một phiếng động minh ngọc phù, cũng không khiến cho bọn hắn điên cuồng như một miếng này. Vèo vèo. Nhà cỏ thời gian biến mất, Kiều Trần giáo chủ biến thành sóng nước vần quanh chung quanh, đồng thời cũng có một bộ phận sóng nước hiện ra hình người phát ra âm thanh. Kiều Trần, ta dùng tính mạng để thề, ta đã sử dụng xong một phần động minh ngọc phù mà ta có được. Nếu như vi phạm lời thề, lập tức hồn phi phách tán, chân linh tịch diệt. Thanh âm tràn ngập quanh quẩn ở trong thiên địa. Sao cái này? 5 tên đạo quân đỉnh phong được Ký Linh thả cho qua đều ngây ngẩn cả người. Ngay cả đám người Hiểu Mộng đạo quân, Trần Vũ Ma Quân bị Ký Linh cản lại cũng đều ngây ngẩn cả người. Sao đã dùng rồi ư? Bọn hắn điên cuồng trùng kích như thế, ngoại trừ lệnh phù ra, quan trọng hơn là muốn tranh đoạt một miếng động minh ngọc phù ở trên người của Kiều Trần. Đây mới là thứ hấp dẫn các đạo quân nhất. Tuy rằng bọn hắn không muốn tin tưởng, thế nhưng Kiều Trần đã lập lời thề bản mạng rồi, cho nên chuyện này tuyệt đối sẽ không giả bộ. Đáng chết mà, không ngờ đã dùng xong rồi. Nhất định lúc chúng ta đang tranh đoạt ở tầng thứ hai thế giới, tranh đoạt một miếng động minh ngọc phù cuối cùng kia, lúc đó tên Kiều Trần này đã thừa cơ dùng rồi. Thực sự là giả hoạt mà. Cả đám thầm hận không thôi, tuy rằng rất không thoải mái, thế nhưng Kiều Trần giáo chủ đã không có động minh ngọc phù, bọn hắn cũng lười dây dưa. Dù sao Kiều Trần có thủy hành bất tử thân, không phải dễ đối phó như vậy. Dĩ nhiên là pháp môn đạo tâm rồi. Quá thần kỳ, quả thực là không thể tưởng tượng được. Sao pháp môn đạo tâm ư? 5 tên đạo quân đỉnh phong kia sau khi thất vọng, rất nhanh đã chú ý tới pháp môn đạo tâm. Mỗi một người đều khiếp sợ cuồng hỉ, cả đám liền bắt đầu ghi nhớ để tu luyện. Pháp môn có thể tu luyện làm đạo tâm tăng lên, đây tuyệt đối là thứ cực kỳ vô giá. Chỉ cần đạt được cái pháp môn này, như vậy lần này tới Xích Ba Điện cũng là đáng giá. Cái gì mà pháp môn đạo tâm chứ? Cổ Già Vương thấy thế lập tức cao giọng nói, là pháp môn có thể tăng lên đạo tâm. Trong 5 tên đạo quân đỉnh phong kia lập tức có người cao giọng trả lời. Ánh mắt đám người Cổ Già Vương, Hiểu Mộng đạo quân lập tức trở nên nóng bỏng. Chư vị chỉ cần không xông vào thông đạo này, như vậy pháp môn đạo tâm này ta có thể truyền thụ cho mấy vị. Kỳ Linh nói, không cần, mỗi một người trong bọn hắn sẽ lập lời thề thệ ngôn, sau khi lấy được pháp môn đều sẽ cùng hướng. Duyên Hổ đạo quân trầm giọng nói, hắn đã tình nguyện không xông vào thông đạo, cho nên đương nhiên đã sớm lập lời thề pháp môn cùng hưởng, nếu như lấy được trái cây thì sẽ phân phối đều nhau. Ồ, Kỳ Linh lạnh nhạt nói, bất kể như thế nào, bốn người các ngươi đừng nghĩ tới việc thông qua đây được. Lực phòng ngự của Kỳ Linh rất lợi hại, cho nên bây giờ cũng chưa có bị công kích lên trên thân thể. Kỳ thực cho dù bị công kích dựa vào chú tể sáp y thì Kỳ Linh cũng có thể ngạnh kháng được, cho nên nếu muốn chế trụ bốn gã đạo quân đỉnh phong, đối với Kỳ Linh mà nói cũng không phải là việc gì quá khó khăn. Chúng ta bốn người không xông qua được ư? Cổ Già Vương truyền âm nói, Duyên Hổ, Thiên Tàn, hai người các ngươi tranh thủ thời gian tu luyện pháp môn sinh mệnh, một khi luyện thành, các ngươi cùng với bốn người chúng ta cùng nhau xông lên. Sáu người chúng ta cùng một chỗ xông lên, chỉ sợ hắn ta sẽ không ngăn cản được đâu. Đúng vậy. Chủ yếu là bảy tên đạo quân đỉnh phong như Duyên Hổ, Thiên Tàn cũng chưa luyện thành, cho nên mới không có xông vào bên trong. Kiều Linh không cần phải để ý tới bọn hắn, cho nên mới có thể nhẹ nhõm ngăn lại bốn người này. Tốt, được. Duyên Hổ, Thiên Tàn và bảy tên đạo quân đỉnh phong đều lùi về phía xa. Ở phía xa xuất ra bảo vật thời gian, bắt đầu tu luyện. Trong lúc nhất thời, song phương cũng yên tĩnh trở lại. Kỳ Linh vẫn một mình đứng trước xiềng xích bảy màu như trước. Một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông. Gần 5 ngày qua đi,
Ồ! Nương theo một tiếng cười to, Kiều Trần giáo chủ trực tiếp bước lên xiềng xích ba màu đi về phía trước. Đáng chết mà! Sắc mặt đám người Hiểu Mộng đạo quân, Cổ Già Vương lập tức biến đổi. Tốt! Kiều Linh thấy thế sắc mặt có chút vui mừng. Kiều Trần đạp trên xiềng xích ba màu, tuy nhiên càng về sau thì lại càng thêm thống khổ. Thế nhưng hắn vẫn có thể đơn giản tiến lên, đi tới dưới tế đàn, lấy đi khối lệnh phù thứ 6 này. Bác Minh, lâu như vậy mới qua được cửa ải đạo tâm này, thực sự là mất mặt à. Kiều Trần và Kỳ Linh ở phía xa nhìn nhau. Thôi đừng nói nhảm nữa, tranh thủ thời gian phá tế đàn đi. Nhớ kỹ sử dụng bảo vật thời gian, tầng cấm chế này khó khăn hơn rất nhiều. Kỳ Linh cao giọng nói. Ta đã hiểu rồi. Kiều Trần lập tức nói. Tuy rằng đám người Cổ Già Vương rất là lo lắng, thế nhưng cũng đã hết cách rồi, bởi vì Kỳ Linh chỉ nhằm vào bốn người bọn họ, lại có hình chiếu thế giới, bí thuật ba phủ, làm cho bốn người bọn họ căn bản không có biện pháp nào làm gì được. Lại qua đi hơn nửa tháng, Duyên Hổ, Thiên Tản liên tiếp luyện thành pháp môn sinh mệnh. Cùng nhau xông lên, để xem hắn ta ngăn cản chúng ta như thế nào đây. Sáu người Hiểu Mộng, Cổ Già Vương, Hắc Kiêu, Trần Vũ, Duyên Hổ, Thiên Tàn cùng một chỗ xông thẳng về phía xiềng xích bảy màu. Vèo! Sao? Có chuyện gì xảy ra vậy? Duyên Hổ đạo quân là người thoải mái nhất, căn bản không có gặp phải bất cứ trở ngại gì, lập tức vọt tới bên trên xiềng xích bảy màu. Xoẹt! Sao? Ta cũng tới ư? Trần Vũ Ma Quân cũng ngây ngẩn cả người. Hai người bọn họ liên tiếp bay lên trên xiềng xích bảy màu. Thế nhưng kế tiếp bốn người Hiểu Mộng, Cổ Già Vương, Hắc Kiêu đạo quân, Thiên Tàn lại bị Kỳ Linh ngăn cản lại ở phía sau. Bốn người các ngươi chính là kẻ đầu tiên gây khó dễ cho ta. Thanh âm của Kỳ Linh vang lên. Hắn cố ý buông tha cho các đạo quân khác đi qua cũng là có lựa chọn. Đầu tiên thực lực của hắn không đủ, không ngăn được nhiều như vậy. Đã như vậy còn không bằng chủ động thả những người khác đi qua. Trước đó thả năm người kia ra, tất cả đều là đạo quân đỉnh phong bài danh kế cuối, cho nên căn bản không có uy hiếp gì cả. Về phần Trần Vũ Ma Quân, lúc trước Kiều Trần giáo chủ vừa tới dịch ba giới, thực lực tương đối với nàng. Bất quá khi đó Kiều Trần mới trở thành tứ bộ đạo quân không được bao lâu, cũng còn chưa có ngộ ra tuyệt chiêu. Dù sao hắn cũng đạt được tổ tiên cổ tu hành giả truyền thừa, trải qua tu luyện ở trong Xích Ba Điện, hiện tại đã ngộ ra được ba đại tuyệt chiêu, luận thực lực tuyệt đối đã ở phía trên của Trần Vũ Ma Quân. Cần biết muốn công phá 9000 tầng cuối cùng của tuyết đàn vẫn phải dựa vào công kích. Công kích của Kiều Trần tuyệt đối còn mạnh hơn Trần Vũ Ma Quân, cho nên uy hiếp từ Trần Vũ Ma Quân không lớn, Kỳ Linh mới thả nàng đi qua. Về phần Duyên Hổ đạo quân, Duyên Hổ đạo quân này có lực phòng ngự vô cùng nghịch thiên, thế nhưng hắn ta ở phương diện công kích lại có chút yếu, cho nên cũng không có uy hiếp quá lớn. Về phần Hiểu Mộng, Hắc Kiêu đạo quân, Thiên Tàn đạo quân, Cổ Già Vương, cũng chính là mấy người trước mắt này, các đạo quân có uy hiếp lớn này đều xếp hạng trước 4, đương nhiên Kỳ Linh phải cố gắng ngăn cản lại. Bác Minh, xem như ngươi lợi hại. Duyên Hổ đạo quân, Trần Vũ Ma quân, mau chóng đạt được lệnh phù, tốt nhất là giết chết tên Kiều Trần kia đi. Sao? Dựa vào các ngươi ư? Đám người Hiểu Mộng chỉ có thể không cam lòng buông tha mà thôi. Chúng ta đi, đi tìm đám người Quang Minh Vương, Phí Kỳ đạo quân. Miếng động minh ngọc phù cuối cùng ở ngay trên rừng người Phí Kỳ đạo quân. Hiểu Mộng đạo quân ra lệnh một tiếng, lập tức khán xuất lãnh Hắc Kiêu, Thiên Tàn, Cổ Già Vương cùng với một đám đạo quân nhanh chóng rời đi. Trọn vẹn có 9 tên đạo quân đỉnh phong bắn về một phía thông đạo khác tìm Phí Kỳ đạo quân. Tất cả lại trở lên yên tĩnh. Trần Vũ, Duyên Hổ và 7 tên đạo quân đỉnh phong đều đang tu luyện pháp môn đạo tâm, mà Kiều Trần đã đến trên đỉnh tế đàn. Sau khi tế ra bảo vật thời gian mới bắt đầu công kích 9000 tầng cấm chế kia. Không có ai tới tìm ta hay sao? Kỳ Linh nhàn nhã vô cùng. Như vậy ta tới một cái thông đạo khác nhìn xem như thế nào. Kỳ Linh cũng bay về phía thông đạo chỗ tiểu thánh, bay đến chỗ biên giới, từ phía xa xa đã nhìn thấy phía xa có một cái thông đạo hiện lên. Ồ! Kỳ Linh xem mà trợn mắt há hốc mồm, bởi vì tình thế ở chỗ thông đạo kia còn hỗn loạn hơn rất nhiều. Trên đỉnh tế đàn, tiểu thánh, Lê Tinh công chủ, Hành Vân công chủ, Thạch Cửu, bốn người bọn họ đều đang ở trên đỉnh tế đàn, đồng thời đang công kích 9000 tầng cấm chế. Khi thì Tiểu Thánh lại cùng ba người Lê Tinh, Hành Vân, Thạch Cửu chém giết với nhau. Ở trên mặt đất bằng nham thạch, trước thâm nguyên thứ hai lại càng thêm hỗn loạn. Quang Minh Vương, Tuyết Hoan đạo quân, Tư Gia đạo quân, Tinh Vương, Phí Kỳ đạo quân cùng với 7 tên đạo quân đỉnh phong chém giết cùng một chỗ. Hai người Tuyết Hoan đạo quân, Tư Gia đạo quân đã bị 5 người Quang Minh Vương, Phí Kỳ đạo quân vây công.
Phí Kỳ đạo quân! Một tiếng hét to vang lên. Đám người Cổ Già Vương, Hiểu Mộc đạo quân, Hắc Kiêu đạo quân, Thiên Tàn đạo quân cũng chạy tới. Bọn hắn dễ dàng vượt qua xiềng xích bảy màu, cùng gia nhập vào trong hỗn chiến. Đáng chết mà! Đám người Quang Minh Vương lập tức biến sắc. Hỗn chiến ở trên đỉnh tế đàn là tranh đoạt một miếng lệnh phù cuối cùng. Hỗn chiến ở trước thâm uyên thứ hai là tranh đoạt miếng động phù cuối cùng kia. Những đạo quân đỉnh phong ở tít mãi bên ngoài kia thì lại đang tu hành pháp môn đạo tâm, không quan tâm tới chém giết. Thông đạo cuối cùng này quả thực là đủ loạn mà. Kỳ Linh đứng ở chỗ giao giới của hai khu vực, khi thì nhìn bên này, khi thì nhìn về phía Kiều Trần. Hắn cũng không nhàn hạ, thoải mái đi tham chiến. Dù sao, một khi hắn tham chiến chỉ sợ mỗi một người đều cảnh giác với hắn, thậm chí còn sẽ vây công với hắn. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã trôi qua được một năm, hỗn chiến vẫn đang tiếp tục. Lại có hai gã đạo quân đỉnh phong tử vong, đều là người có danh khí rất kém, đều chết ở trên tay của Hiểu Mộng đạo quân, bởi vì huyết nhật của hắn quá mức hung tàn. Phanh! Nương theo một tiếng nổ vang vọng, 9.000 tầng cấm chế trên đỉnh tế đàn đồng thời bị nghiền nát. Chỉ thấy Thạch Cửu giống giận bắn thẳng về phía Tiểu Thánh. Dũng cảm vô cùng, Thạch Cửu cũng là tồn tại nghịch thiên, có lực phòng ngự cực kỳ đáng sợ. Đoát! Hành Vân, Lê Tinh thì đồng thời động thủ. Lăn! Tiểu Thánh lập tức ra tay đoạt. Phanh! Tiểu Thánh huynh, hai miếng lệnh phù ở hai tông đạo trước đều bị ngươi đoạt được, ngươi cũng không thể quá tham lam như vậy. Lê Tinh công chủ lập tức cướp được. Đám người Hành Vân công chủ, Thạch Cửu, Tuyết Hoan, Tư Gia đều đại hỉ. Năm người bọn hắn là một đội ngũ, đã sớm có ước định trái cây sẽ được chia đều. Đáng chết mà! Tiểu Thánh nhướng mày. Hắn là người có tốc độ nhanh nhất, đã sớm luyện thành pháp môn sinh mệnh, đạt được lệnh phù thứ nhất. Sau đó pháp môn đạo tâm hắn chỉ dùng một lần đã có thể luyện thành. Dù sao Hắc Ám Quốc Độ có ma luyện rất là đáng sợ. Hắn lại là người kiêm tu tâm lực lưu, lại sống lâu như vậy, cho nên quả thực đạo tâm so với Kỳ Linh còn tốt hơn. Cho nên hai miếng lệnh phù trước đó hắn đều có thể nhanh chóng đắc thủ. Chỉ là 9.000 tầng cấm chế cuối cùng này lại quá mức khó khăn. Lệ Tình, Hành Vân công chủ, Thạch Cửu đều phóng cực nhanh đến tế đàn. Khi đó hắn cũng đã đánh nát 8.000 tầng cấm chế cuối cùng. Cuối cùng đã bị Lê Tinh công chủ chiếm mất tiện nghi. Lệnh phù thứ 8 đã bị Lê Tinh công chủ đoạt được rồi. Trên bầu trời hiện ra thân ảnh một nam tử mặc áo bào màu trắng nguy nga, đang quan sát các đạo quân hỗn chiến. Thanh âm quanh quẩn ở mỗi một chỗ trong xích ba điện. Hiện tại chỉ còn lại một miếng lệnh phù thứ 7 cuối cùng. Lệnh phù này còn chưa có chủ nhân. Chư vị đạo quân, miếng lệnh phù cuối cùng kia nếu như bỏ lỡ, chỉ sợ về sau sẽ khó có cơ hội. Bên tai vang vọng thanh âm của Giới Linh Bồ La. Kỳ Linh thì có chút khẩn trương nhìn về phía Kiều Trần. Chỗ thông đạo của Kiều Trần hiện tại có Kiều Trần, Duyên Hồ đạo quân và một gã đạo quân đỉnh phong không có danh khí gì. Ba người bọn hắn đều đang công kích 9.000 tầng cấm chế. Kỳ Linh cũng không có dự liệu được Duyên Hồ đạo quân và một gã đạo quân đỉnh phong đạo tâm yếu kém là có thể mạnh mẽ được như vậy. Lệnh phù đối với Kỳ Linh mà nói mới là thứ quan trọng. Chuyện hắn có khả năng giúp đỡ cho Kiều Trần cũng đã tới cực hạn. Kế tiếp đành phải xem Kiều Trần làm như thế nào. Kiều Trần! Kỳ Linh vội vàng nhìn qua. Những thứ này đều là chỗ dựa cho hắn đàm phán với các đại năng, cho nên phải càng nhiều càng tốt. Bất quá, đám người Tiểu Thánh cũng không có nhúng tay vào tranh đoạt một miếng lệnh phù cuối cùng kia. Kỳ thật bọn hắn có muốn nhúng tay vào thì cũng không có cách nào nhúng tay vào được. Dù sao mỗi một gã đạo quân chỉ có thể xông vào một cái thông đạo mà thôi. Trong mắt bọn hắn, thứ bọn hắn coi trọng hơn vẫn là Động Minh Ngọc Phù. Động Minh Ngọc Phù, nhanh đoạt lấy! Đám người Tiểu Thánh, Lê Tinh công chủ, Hành Vân công chủ, Thạch Cửu đều không hẹn mà gặp, liên tiếp bước lên xiềng xích ba màu, xông về phía mặt đất bằng nham thạch chỗ thâm uyên thứ hai, gia nhập vào trong vòng hỗn chiến. Cần phải biết, trong năm miếng Động Minh Ngọc Phù, Thiên Nhất đã dùng một miếng, Quang Minh Vương dùng một miếng, Kiều Trần dùng một miếng, chỉ có hai miếng là còn chưa có sử dụng mà thôi. Một miếng đang ở trong tay Tiểu Thánh, ai cũng biết, cho nên cũng không có ai đi chấn giết để đoạt cả. Còn có một miếng đang ở trong tay Phí Kỳ đạo quân. Đoạt, giết! Càng là hỗn chiến thì những đạo quân thực lực yếu chút kia lại càng cuồng nhiệt, bởi vì trong hỗn loạn thì bọn hắn càng có hy vọng đắc thủ hơn. Với tư cách là đạo quân đỉnh phong, đặc biệt là thủ đoạn bảo vệ tính mạng bất tử chi thân, một khi đắc thủ, bọn hắn có thể bảo vệ được tính mạng của mình. Thời gian trôi qua chém giết rất là thảm thiết. Năng lực bảo vệ tính mạng của tên Phí Kỳ đạo quân kia quả thực rất là mạnh mẽ.
Tăng thêm trước đó Quang Minh Vương và các đạo quân khác đã sớm lập lời thề cùng sinh cùng tử, mặc kệ là ai đoạt được, tất cả mọi người đều phải cùng nhau ngăn cản địch nhân. Cho nên sau khi chém giết được trọn vẹn 5 tên đạo quân đỉnh phong, rốt cuộc Phí Kỳ đạo quân vẫn còn sống. Oanh! Chỗ thông đạo của Kiều Trần trên đỉnh tế đàn. Hiện tại có 4 gã đạo quân đỉnh phong đang công kích 9000 tầng cấm chế. Lúc này một tiếng nổ vang xuất hiện. Ào ào! Sóng nước mãnh liệt gào thét kéo qua. Ô ha 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 ha. Tiếng cười của Kiều Trần giáo chủ vang vọng trong thiên địa. Bắc Minh đắc thủ rồi. Kỳ Linh ở phía xa thấy thế, kích động tới mức khí huyết chấn động, xung quanh lập tức sinh ra khí lãng, cao giọng cười to. Trời cũng giúp ta rồi, thực sự là trời cũng giúp ta mà. Dùng tính cách của Kỳ Linh, bình thường sẽ không có khả năng thất thố như thế, bởi vì đã có thể thấy được bây giờ Kỳ Linh đang kích động hưng phấn tới cỡ nào. Dù sao vừa rồi Kiều Trần giáo chủ và 3 gã đạo quân đỉnh phong khác cướp đoạt định phù, cho nên cũng có khả năng rất lớn sẽ thất bại, có thể thành công, đương nhiên Kỳ Linh rất là kích động. Lại bị hắn cướp được sao? Duyên Hổ đạo quân tức giận cắn răng nói. Vừa mới chuẩn bị ngăn hắn lại, hắn lại biến thành sóng nước vô tận kia. Trần Vũ Ma quân cũng nghiến răng nghiến lợi. Nàng là người cuối cùng đến trên đỉnh tế đàn, ai ngờ vẫn không thể cướp được tế tay. Vèo. Sau khi đắc thủ, Kiều Trần giáo chủ hóa thành sóng nước đáp xuống. Sau khi ngưng tụ thành hình người, lập tức bước lên xiềng xích 3 màu, cố nén thống khổ nhanh chóng đi qua. Sau đó lại đạp xiềng xích 7 màu đến chỗ của Kỳ Linh. Bác Minh, ta không có làm cho ngươi thất vọng. Kiều Trần ta vẫn còn có chút thủ đoán. Kiều Trần giáo chủ có chút đắc ý nói. Nói xong, trong tay hắn lập tức lấy ra 3 khối lệnh phù đưa cho Kỳ Linh. Này, nhận lấy đi. Giờ phút này Kiều Trần vẫn rất là vui vẻ. Lúc trước chiếm được tiện nghi lớn của Kỳ Linh, có được động minh ngọc phù, dùng tính tình cao ngạo của Kiều Trần, trong lòng hắn chung quy vẫn có cảm giác mắc nợ vô cùng. Giờ phút này có thể đền bù được, khiến cho hắn lập tức cảm thấy thư sướng hơn rất nhiều. Cảm ơn ngươi. Kỳ Linh cũng không sĩ diện hão. 3 khối lệnh phù đối với hắn thật sự là rất quan trọng. Xoẹt xoẹt. Trên bầu trời cũng xuất hiện quang mang, hội tụ thành nam tử mặc áo bào màu trắng, giơ linh bổ la nguy nga. Hắn quan sát phía dưới, thanh âm mênh mông cuồn cuộn vang lên. Chư vị đạo quân, tất cả động minh ngọc phù và lệnh bài cần thiết để hái trái cây đều đã có chủ nhân. Nếu như muốn chém giết tranh đoạt thì cũng có thể thỏa thích mà chém giết nhau. Nếu muốn ngắt trái cây thì mang lệnh phù đi tới khu vực tương ứng là được. Muốn rời khỏi chỉ cần ra khỏi xích ba điện, như vậy là các ngươi sẽ rời khỏi nơi này. Ta đã mở thông đạo rời khỏi xích ba giới ở bên ngoài xích ba điện rồi. Chúng ta cẩn thận một chút, tranh thủ thời gian đi đổi trái cây thôi. Kỳ Linh cẩn thận nói. Được, đi. Kiều Trần gật đầu. Kỳ Linh còn đang lo lắng người khác sẽ đến đoạt của hắn. Dù sao bây giờ hắn đã có được trọn vẹn 6 khối lệnh phù. Thế nhưng hắn đã đoán sai. Dù sao 18 vị đạo quân đỉnh phong cũng không trói buộc được Kỳ Linh. Những người muốn đoạt của Kỳ Linh thì thực lực lại không đủ. Về phần rất nhiều đạo quân đỉnh phong có đủ thực lực thì lại đang tranh đoạt động minh ngọc phù. Quả lệnh phù cuối cùng đã có người sở hữu rồi sao? Xem ra ta cũng phải nhanh hơn một chút nữa. Tiểu Thánh nhướng mày. Hiện tại ở trong vùng đất Nham Thạch, trong thâm nguyên thứ hai này có rất nhiều đạo quân như Lê Tinh Cung Chủ, Hành Vân Cung Chủ, Thạch Cửu, Tuyết Hoan. Thêm cả hắn lại còn có Cổ Già Vương, Thiên Tàn Đạo Quân, Hắc Kiêu Đạo Quân, Hiểu Mộc Đạo Quân, còn có cả Quang Minh Vương. Tóm lại nơi này có một đám đạo quân cao cấp nhất đang tụ tập. Phanh! Tiểu Thánh đã hoàn toàn bị bài xích ra bên ngoài. Thực lực của hắn quá mạnh mẽ, dẫn đến khắp nơi đều bài xích hắn, khiến cho Tiểu Thánh một mực rất là xấu hổ. Là lúc này, ngay lúc này đây. Bàn tay phải của Tiểu Thánh xuất hiện một mũi tên kỳ dị, nhìn như vô cùng mộc mạc. Mũi tên ở trong lòng bàn tay của hắn không có chút đặc thù nào, thậm chí đám đạo quân đang chém giết cũng không có cảm ứng được một tia không đúng. Vèo. Mũi tên đột nhiên bắn ra một cỗ uy năng làm cho lòng người kinh hãi, khiến cho vô số đạo quân đỉnh phong đang chém giết khắp nơi đều thầm giật mình trong lòng. Không tốt rồi, cẩn thận, trốn đi. Uy hiếp khổng lồ từ trong tối tăm làm cho những đạo quân đỉnh phong kia đều biết không hay. Tất cả bọn hắn đều lưu ý tới tồn tại làm cho bọn họ sợ hãi, chính là đạo lưu quang kinh người kia. Trong nháy mắt khi mũi tên bắn ra, Tiểu Thánh cũng bay theo mũi tên kia. Không! Sắc mặt của Phí Kỳ đạo quân đại biến. Hắn cũng đã nhìn thấy đạo lưu quang khiến cho hắn sợ hãi kia. Hầu như trong nháy mắt, trong tay hắn đã xuất hiện một mặt kính hình tròn tản ra tia sáng.
phanh một cái, mặt kính tròn vỡ vụn. Ở ngay phía trước Phí Kỳ đạo quân lập tức xuất hiện một tấm gương kỳ dị. Từ sau khi Phí Kỳ đạo quân đạt được Động Minh Ngọc Phù, vẫn luôn bị đuổi giết. Mặc dù nói Quang Minh Vương và các đạo quân khác trước khi tranh đoạt bảo vật đều lập lời thề, mặc kệ là ai đạt được đều phải giúp đỡ đối phương ứng phó với nguy hiểm. Giúp đỡ thì giúp đỡ, thế nhưng cũng sẽ không giúp sức liều mạng. Cho nên mấy bạn Phí Kỳ đạo quân cũng đã phải đối mặt với nguy hiểm. Đây đã là kiện bảo vật bảo vệ tính mạng cuối cùng của hắn. Vèo, lưu quang xuất hiện ở trên mặt kính tròn. Mặt kính tròn lập tức xuất hiện vô số vết dạn, phanh một cái hoàn toàn bị đánh nát bấy. Lưu quang tiếp tục đi tới, trực tiếp đâm vào trong cơ thể của Phí Kỳ đạo quân. Xoẹt, thân thể Phí Kỳ đạo quân lập tức biến thành một trận sương mù màu xám. À, cái này, đây là cái gì vậy? Bên trong sương mù màu xám kia phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Về sau, những thứ sương mù màu xám này đột nhiên ngưng tụ thành một cỗ thi thể, chính là thi thể của Phí Kỳ đạo quân. Tiểu Thánh thì theo chân lưu quang đồng thời bay về phía trước. Trong tích tắc thi thể Phí Kỳ đạo quân hiện ra, Tiểu Thánh vung tay lên lập tức thu lấy thi thể của Phí Kỳ đạo quân. Chết ở trên bảo vật Tử Luân Tiễn của ta, người cũng coi như là chết nhắm mắt rồi. Từ đầu cho tới bây giờ, Tiểu Thánh không có sử dụng món bảo vật này. Đây là đòn sát thủ lớn nhất của hắn, cho dù phải đối mặt với đẳng cấp bát đại thánh thành chi chủ, chỉ sợ cũng có thể làm cho đối phương trọng thương. Đây là một trong hai kiện còn sót lại sau khi hắn đạt được vũ trụ chi bảo ở trong Ngô Tinh Hải, lại bị vũ trụ chi bảo chi linh dẫn tới một chỗ chiến trường thượng cổ còn sót lại. Tử Luân Tiễn này chính là một loại bảo vật cực kỳ âm độc. Thực lực của Phí Kỳ đạo quân không đủ, vừa mới trúng chiêu lập tức liền tử vong. Vì Động Minh Ngọc Phù, tất cả đều đáng giá. Lúc này trong lòng Tiểu Thánh có chút thương phấn, hắn sống quá lâu, đã sống được 10 vạn hỗn độn kỷ nguyên. Thời gian dài dằng dặc như vậy, hắn một mực mạo hiểm chuẩn bị vì hợp đạo, mà lần này Động Minh Ngọc Phù xuất thế, hắn càng quyết định không tiếc bất cứ giá nào để đạt được cơ hội hợp đạo kia. Có hai khỏa Động Minh Ngọc Phù trợ giúp ta, khi ta hợp đạo cũng có nắm chắc lớn hơn. Tiểu Thánh đưa mắt nhìn qua, quét mắt nhìn về bốn phía, nhìn về phía đám đạo quân ở bốn phía. Đám người Lê Tinh Cung Chủ, Quang Minh Vương, Hiểu Mộc đạo quân, Cổ Già Vương đều nhìn về phía hắn, trong mắt đều có vẻ kinh kỵ. Bảo vật vừa rồi quả thực quá lợi hại. Tuy rằng bất tử thân của Phí Kỳ đạo quân không đủ hoàn mỹ, thế nhưng cũng có thể tương đương với Tuế Mộng. Chỉ là dù vậy thì Kỳ Linh cũng phải giết Tuế Mộng rất nhiều lần mới có thể giết chết được. Nhưng trong nháy mắt vừa rồi, Phí Kỳ đạo quân lại lập tức tử vong. Chuyện này sao không khiến cho mọi người khiếp sợ được. Loại bảo vật này có thể có một cái cũng đã không tệ rồi, ta không tin Tiểu Thánh có hai cái đâu. Quang Minh Vương truyền âm nói. Đúng vậy, chúng ta so với Phí Kỳ còn mạnh hơn rất nhiều. Trong mắt của Hắc Kiêu đạo quân hiện lên hung quang. Đạo lưu quang kia dưới một chiêu của ta cũng có thể đánh bay được. Hiểu Mộc đạo quân cũng cắn răng, có chút điên cuồng nói. Trên người Tiểu Thánh có hai khỏa Động Minh Ngọc Phù, hắn ta một mực không có thời gian sử dụng, cho nên tất cả đều ở trên người của hắn ta. Liều mạng, liều mạng giết hắn ta. Các đạo quân lập tức thi triển ra chiêu số của mình. Bọn hắn căn bản không để ý tới Kỳ Linh. Sáu phần lệnh phù ư, đừng nói là sáu phần, cho dù là chín phần, ở trong mắt một ít đạo quân này cũng không bằng nổi một phần Động Minh Ngọc Phù, chứ đừng nói là ở trên người Tiểu Thánh còn có trọn vẹn hai phần. Sao, thực sự động thủ sao? Trong nháy mắt khi bọn hắn động thủ, Tiểu Thánh cắn răng cũng đánh ra phía ngoài. Lúc bây giờ, sinh vật bùn đất hình người màu đen nhìn về phía Kỳ Linh và Kiều Trần. Tiền bối, đây là lệnh phù thứ 9. Kỳ Linh lấy ra lệnh phù. Được. Tên thần thục sứ này cúi đầu nhìn xuống, vươn tay tiếp nhận. Lập tức mặt đất vô tận màu đen ở chung quanh xuất hiện một mảnh cánh tay dài hẹp, không ngừng hái trái cây trên những gốc đại thụ lờ mờ. Trên mỗi một gốc chỉ có một trái cây mà thôi. Trái cây này cũng hơi lờ mờ, mơ hồ có một tầng quang mang nhàn nhạt tỏa ra. Quang mang này khiến cho Kỳ Linh, Kiều Trần nhìn vào lập tức cảm thấy trong lòng yên tĩnh. Tổng cộng có 300 quả trái cây. Thần thục sứ nhìn Kỳ Linh nói. Đây chính là lãnh diễm đỉnh hoa quả, giá trị vô lượng. Ở trong hoàn cảnh đặc thù bậc này như Xích Ba Điện mà cũng phải mất 10 vạn hỗn độn kỷ nguyên thì mới có một quả. Vâng. Kỳ Linh nhìn 300 quả trái cây đang bay đến trước mặt, hắn vung tay lên lập tức nhận 300 quả trái cây này. Đi, đi tới nơi khác nào. Kỳ Linh mang theo Kiều Trần bay đi về một khu vực khác.
Bắc Minh, ngươi xem. Kiều Trần chỉ về phía xa xa. Wow. Kiều Linh nhìn có chút kinh ngạc. Tiểu Thánh, có chuyện gì xảy ra vậy? Sao lại bị nhiều đạo quân như vậy vây công hắn ta vậy? Tất cả đạo quân đều đang vây công Tiểu Thánh, chỉ yếu là cho tới bây giờ Tiểu Thánh chưa từng liên thủ qua với đạo quân khác. Kiều Linh đã từng mời Tiểu Thánh liên thủ, thế nhưng lúc trước Tiểu Thánh lại chẳng thèm ngó tới. Thật đáng thương cho Tiểu Thánh. Kệ bà hắn đi, chúng ta cứ ngắt trái cây của chúng ta đã. Kỳ Linh nói xong, hắn lại cùng với Kiều Trần đi tới khu vực thứ 7 ngắt trái cây. Oanh! Thực lực của Tiểu Thánh rất hùng mạnh, bằng vào vũ trụ chi bảo, dưới một trường, 3-5 đạo quân đỉnh phong cũng bị đánh bay. Thế nhưng vô số đạo quân đỉnh phong vẫn liên thủ vây công hắn như trước, khi lại còn có bảo vật như đạo phù đánh tới. Ta phải đứng ở nơi trên đồ ăn này 10 lần hô hấp thì mới có thể truyền tống đến tầng thứ 2 thế giới hay sao? Tiểu Thánh tức giận cắn răng nói. Sao lại lâu như vậy chứ? Tiểu Thánh, ngươi đừng mơ có thể đứng yên tại chỗ trong 10 lần hô hấp đâu. Ngươi không trốn thoát được ta đâu. Một nhóm lớn đạo quân đỉnh phong đều cùng một chỗ liên thủ vây công, căn bản không để cho Tiểu Thánh có cơ hội đánh bại từng người. Dưới sự vây công như vậy, Tiểu Thánh căn bản không có cách nào bình yên đứng ở chỗ đồ án truyền tống trong 10 lần hô hấp được. Trốn lại trốn không thoát ư? Nếu như tiếp tục dây dưa, cuối cùng hắn cũng sẽ có một ngày bại vong. Bảo hắn giao ra động minh ngọc phù ư? Hắn cũng không muốn. Tiểu Thánh chợt nhìn thấy hai người ở phía xa đang nhàn nhã nói chuyện với thần thục sứ, mà hai người này chính là Kỳ Linh và Kiều Trần đang đổi trái cây. Bác Minh, giúp ta một tay. Tiểu Thánh ngay lập tức truyền âm vội vàng nói. Đây là 560 khóa La Sa Si Diêm Quả. Thần thục sứ đem từng quả trái cây có kim quang lưu truyền đến trước mặt Kỳ Linh. Kỳ Linh phất tay lập tức thu lại. Cũng trong lúc đấy, Bác Minh giúp ta một tay. Thanh âm của Tiểu Thánh vang lên bên tai của Kỳ Linh. Ồ. Kỳ Linh nhướng mày, hắn quay đầu nhìn về phía chiến trường đang chém giết ở xa xa. Trên vùng đất nham thạch kia có hơn 20 tên đạo quân đang vây công một người Tiểu Thánh. Bất quá thực lực của Tiểu Thánh cũng cực cao, căn bản sẽ không để cho những đạo quân này tạo thành vây công hoàn mỹ. Mỗi lần người có thể công kích Tiểu Thánh đều không thể vượt qua được 10 vị. Bác Minh, làm sao vậy? Kiều Trần lập tức hỏi. Vị Tiểu Thánh kia đang cầu viện với chúng ta. Kỳ Linh cười nói. Dùng thực lực của hắn, tuy rằng bây giờ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình, thế nhưng dưới nhiều đạo quân vây công như vậy, căn bản không có cách nào đứng yên tại đồ án truyền tống trong 10 hô hấp được đâu. Cho nên ngay cả việc rời khỏi tầng thứ 3 thế giới cũng không có cách nào cả, chứ đừng nói là rời khỏi Xích Ba Điện này. Kiều Trần cũng cười. Ai bảo hắn lại có được trọn vẹn hai khỏa động minh ngọc phù, lại còn không dùng cơ chứ, quá tự tin rồi. Đúng vậy. Kiều Linh cũng gật đầu. Kỳ thật nếu như dùng ở bên trong Dịch Ba Giới thì hơi có vẻ vội vàng. Các đạo quân phải chuẩn bị đầy đủ, sau đó mới lại dùng động minh ngọc phù để hợp đạo. Thế nhưng vì an toàn, Kiều Trần đã sớm dùng để phòng bản thân rơi vào vây công. Bác Minh, giúp ta một tay, muốn cái gì cứ việc nói. Tiểu Thánh có chút lo lắng truyền âm nói, hắn như kiểu như đã sắp hụt hơi. Tại sao ta phải giúp ngươi cơ chứ? Kỳ Linh và Kiều Trần ở phía xa xem cuộc chiến vô cùng nhàn nhã. Kỳ Linh thì lại lạnh nhạt truyền âm nói. Ngươi bị nhiều đạo quân như vậy vây công, lại không có cách nào chạy đi, chỉ có thể tiếp tục chiến đấu mà thôi. Chờ xong khi ngươi vứt bỏ tính mạng, có lẽ ngươi cũng sẽ giết được rất nhiều đạo quân rồi. Khi đó ta lại tới chiếm tiện nghi, chẳng phải không tốt hơn hay sao? Sao? Vứt bỏ tính mạng ư? Ta há sẽ vì động minh ngọc phù mà không để ý tới tính mạng của mình hay sao? Tiểu Thánh truyền âm nói. Nếu quả thật thấy tình thế không ổn, đến lúc đó ta thà rằng bỏ qua một quả động minh ngọc phù, đương nhiên sẽ có thể bảo vệ được tính mạng của mình. Ồ, vậy bây giờ ngươi cho ta một quả động minh ngọc phù, hai quả lệnh phù cùng với một ít bảo vật khác đi, như vậy ta sẽ giúp ngươi. Kỳ Linh truyền âm nói. Ngươi quá mức rồi. Tiểu Thánh truyền âm lại. Ta có thể đưa cho một quả động minh ngọc phù cho Cổ Già Vương. Bên phía Cổ Già Vương có 8 gã đạo quân, bởi vì lợi thế cho nên bọn hắn sẽ không tiếp tục công kích ta đâu, thậm chí sẽ còn giúp ta. Không có 8 người bọn hắn vây công mà lại còn tới giúp ta, tới lúc đó ta có thể dễ dàng phá cục. Kỳ Linh nghe xong âm thầm gật đầu. Đúng vậy, những đạo quân đang vây công này cũng không phải là bền chắc như thép được, cũng phân ra thành mấy bên. Cổ Già Vương xuất lĩnh các đạo quân là một phương, bên Quang Minh Vương xuất lĩnh lại là một phương khác.
còn có 4 người Hiểu Mộng Đạo Quân, Thiên Tàn, Hắc Kiêu, Duyên Hổ là một phương. Cuối cùng là 5 người Lê Tinh Công Chủ, Hành Vân Công Chủ, Thạch Cửu, Tư Gia, Tuyết Hoan là một phương. Bất luận là một bên nào cũng sẽ hoàn toàn bị Động Minh Ngọc Phủ thu mua. Chỉ cần một bên đầu nhập vào chỗ Tiểu Thánh, như vậy Tiểu Thánh sẽ có thể phá cục thành công. Xem ra muốn Động Minh Ngọc Phủ không thể nào trông cậy vào được rồi. Kỳ Linh thầm nói, kỳ thật hắn cũng không phải rất muốn Động Minh Ngọc Phủ, hắn chỉ cố ý ra giá trên trời mà thôi. Trên người của ngươi, ngoại trừ Động Minh Ngọc Phủ, pháp bảo chiến đấu mà ngươi dùng ra, tất cả bảo vật đều thuộc về ta, như vậy ta sẽ giúp ngươi. Kỳ Linh truyền âm nói. Sao, tất cả bảo vật ư? 2 quả lệnh phù, như vậy là đủ rồi. Tiểu Thánh có chút giận dữ. Bác Minh, ta sống 10 vạn hỗn độn kỷ nguyên, trải qua vô số mạo hiểm, chẳng lẽ tất cả bảo vật ta có được đều phải cho ngươi sao? Ngươi không biết là làm như vậy là hơi quá đáng hay sao? Ồ, không quá phận. So sánh với Động Minh Ngọc Phù, những thứ kia có tác dụng gì cơ chứ? Kỳ Linh lắc đầu. 2 quả lệnh phù, ta chỉ có thể xuất ra 2 quả lệnh phù mà thôi. Tiểu Thánh cắn răng truyền âm nói. Không có khả năng cao hơn đâu. Cuối cùng ta cũng phải bảo vệ tính mạng. Nếu như tất cả bảo vật đều cho ngươi, ngươi đã quá cuồng vọng rồi, quá vọng tưởng. Nhiều bảo vật như vậy, nếu như ta muốn lôi kéo một bộ phận trong đám đạo quân này tới đây cũng không phải là việc gì khó đâu. Kỳ Linh ở phía xa thấy vậy, trong mắt có lệ mang lóe lên. Đúng vậy, ngươi muốn bảo vệ tính mạng, ta có thể đồng ý để cho ngươi để lại 2 kiện kỳ vật bảo vệ tính mạng, để lại Động Minh Ngọc Phù cùng với pháp bảo chiến đấu của ngươi, mặt khác tất cả đều thuộc về ta. Nếu như ngươi đồng ý, ta đây sẽ lập tức hỗ trợ. Nếu như ngươi không đồng ý, ta đây cũng sẽ xuất thủ để đối phó với ngươi. Ngươi... Tiểu Thánh nghe vậy liền biến sắc. Kỳ Linh cũng tới ư? Uy hiếp của Kỳ Linh rất lớn. Trước đó Kỳ Linh có thể nhanh chóng đánh bại Hắc Giáp Thần Tướng ở tầng thứ 2 thế giới, thì Tiểu Thánh đã hiểu rõ đích thị thực lực của Kỳ Linh đã tiến nhanh, cách hắn rất gần. Một khi Kỳ Linh ra tay, thế cục của hắn sẽ vô cùng ác liệt. Động Minh Ngọc Phù, pháp bảo chiến đấu, còn cộng thêm 2 kiện kỳ vật bảo vệ tính mạng. Ta đoán bảo vệ tính mạng chân quý nhất trên người ngươi cũng chỉ có vài món mà thôi. Kỳ Linh truyền âm nói. Cho ngươi chọn 2 kiện cũng đã là không tệ rồi. Tiểu Thánh cắn răng nói. Thật là độc ác, thời khắc mấu chốt đâm tới một đao. Bất quá song phương, một bên là Hắc Ám Quốc Độ, một bên là Đạo Minh Mang Nhai Quốc, vốn đã là thế lực đối địch, mà trước đó Kỳ Linh cũng đã bị Tiểu Thánh đuổi giết qua. Tất cả cũng đều là bởi vì bảo vật cho nên mới không có giao tình gì cả. Tốt, được. Tiểu Thánh cắn răng đồng ý. Chỉ là lúc này trong lòng hắn cũng đang nhỏ máu. Thân là đệ nhất nhân đạo quân trong cương vực vô tận, mạo hiểm qua nhiều nơi như vậy, thậm chí còn đạt được vũ trụ chi bảo, bảo vật mà hắn tích góp từng tí một sao lại ít như vậy cơ chứ? Hiện tại gần như chiến thành cũng phải đưa cho Kỳ Linh, làm sao hắn lại không đau lòng cho được. Bất quá đại nạn của hắn cũng sắp buông xuống, hợp đạo mới là chuyện quan trọng. Rất tốt. Kỳ Linh có chút tươi cười nói. Vậy chúng ta lập lời thề bổn mạng đi. Đương nhiên phải lập lời thề bổn mạng rồi. Lúc này Tiểu Thánh lập tức nói. Kỳ Linh rất rõ ràng, nếu muốn lấy được Động Minh Ngọc Phù là chuyện rất không có khả năng. Trên thực tế hắn khác với các đạo quân khác, khát vọng của hắn đối với Động Minh Ngọc Phù khá thấp. Có thể có được 2 quả lệnh phù, hắn đã rất hài lòng rồi. Còn có thể lấy được rất nhiều bảo vật mà Tiểu Thánh tích góp từng tí một trong 5 tháng vô tận thì hắn lại càng vui vẻ. Kiều Trần, ta vừa đàm phán chuyện tiếp theo với Tiểu Thánh rồi. Kỳ Linh và Kiều Trần nhanh chóng truyền âm giải thích một chút về những chuyện vừa rồi. À, Kiều Trần lập tức có chút vui mừng nói. À, ngoan độc, đáng tiếc không thể từ trong tay hắn lấy một quả Động Minh Ngọc Phù. Cũng đúng thôi, nếu như Tiểu Thánh cam lòng đưa ra Động Minh Ngọc Phù, như vậy hắn cũng không giao ra nhiều bảo vật như vậy rồi. Đến lúc đó những bảo vật kia người một nửa, ta một nửa. Kỳ Linh chuẩn âm nói. Sao, mỗi người một nửa ư? Kiều Trần có chút kinh ngạc. Không thể không thế, người đi hỗ trợ ta cũng không tạo nên được quá nhiều tác dụng đâu. 2 quả lệnh phù kia thuộc về ta, các bảo vật khác mỗi người một nửa, ta đã chiếm quá nhiều rồi. Kỳ Linh lạnh nhạt cười nói. Bảo vật mà Tiểu Thánh tích góp từng tí một nhất định sẽ không ít, thế nhưng chỉ sợ cũng không có cách nào so sánh được với trái cây trong Xích Ba Điện. Đây là thứ cũng khiến cho các chúa tể đạo minh phải điên cuồng. Dù sao Tiểu Thánh cũng mới chỉ sống 10 vạn hỗn độn kỷ nguyên, có thể so với chúa tể thực lực cường đại sống vô số kỷ nguyên hay sao?
bảo vật sẽ kém hơn không biết bao nhiêu. Cho nên những bảo vật kia so với trái cây trong sách ba điện mà nói, quả thực chỉ là một con số lẻ mà thôi. Trước đó Kiều Trần đã đưa cho hắn ba quả lệnh phù rồi, lúc này hắn đưa lại cho đối phương một ít bảo vật thì sao đây? Huống chi những bảo vật bảo vệ tính mạng kia lại có vài kiện, hai người lại giống như huynh đệ. Người như tới Mộng giáo chủ mà còn đưa không ít bảo vật cho Sử Vương, mà tới cấp độ như Kỳ Linh, sự trợ giúp của bảo vật đối với hắn càng ngày càng nhỏ. Thứ hắn cần chính là trái cây trong xích ba điện, là thứ đủ để khiến cho người ta rung động, là bảo vật khiến cho các chúa tể cũng phải điên cuồng. Đi thôi, theo ta đi qua. Kỳ Linh hóa thành lưu quang bay qua. Sao, muốn động thủ hay sao? Kiều Trần lập tức hưng phấn. Hắn có được thủy hành bất tử thân, năng lực bảo vệ tính mạng so với Kỳ Linh còn mạnh hơn nhiều, cho nên đương nhiên Kiều Trần cực kỳ hiếu chiến. Không cần phải động thủ đâu, Kiều Linh nói. Oanh! Kỳ Linh hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp đánh tới. Hình chiếu thế giới bao phủ, chín đại bí thuật vần quanh, Kỳ Linh giống như một khối lưu vân thạch, lưu tinh khổng lồ trùng kích về phía chiến trường kia. Mà Kiều Trần giáo chủ thì cũng cười ha hả. Chư vị đạo quân, ta tới đây rồi. Chỉ thấy hắn biến thành sóng nước ngập trời, đi theo sau lưng Kỳ Linh, khuếch tán ra toàn bộ thiên địa, giống như đang nhào tới đám đạo quân kia vậy. Sao, là Bắc Minh ư? Là Bắc Minh đạo quân. Vô số đạo quân đang vây công tiểu thánh lập tức phải biến sắc, đặc biệt là mấy người Lê Tinh công chủ, Hành Vân công chủ, Thạch Cửu, bọn hắn lại càng nhíu mày. Bọn hắn đều là người của Mang Nhai Quốc, cho nên cũng không phải lo lắng Kỳ Linh sẽ ra tay đối phó với bọn họ. Thế nhưng bọn họ cũng không có cách nào ra tay được với Kỳ Linh. Bắc Minh đạo quân, chúng ta không đi đối phó với ngươi mà ngươi lại nhúng tay vào chuyện này sao? Cổ Giả Vương cả giận nói. Bắc Minh, chúng ta không muốn lệnh phù của ngươi, cho nên ngươi cũng đừng lẫn vào chuyện này. Hiểu Mộng đạo quân lạnh lùng nói. Bọn hắn đều rất phẫn nộ, lần này Kỳ Linh có được không ít lệnh phù, khiến cho một ít đạo quân trông mà thèm. Bởi vì bọn họ cũng đều biết lệnh phù chân quý như thế nào. Thế nhưng vì động minh ngọc phù, bọn hắn đều không muốn dây dưa nhiều với Kỳ Linh. Ta dây dưa vào các ngươi thì có thể như thế nào đây? Thanh âm mạnh mẽ tràn ngập quanh quẩn ở trong thiên địa. Đạo lưu tinh khổng lồ kia âm ầm vọt vào trên chiến trường. Chỉ thấy âm dương kiếm ý lĩnh vực và bí thuật của tiểu thánh bắt đầu liên thủ với nhau, càn quét tứ phía. Xoẹt! Kỳ Linh bỗng dưng biến mất không thấy đâu nữa. Kỳ Linh thi triển vô ảnh độn thuật, thậm chí còn chui vào phạm vi bí thuật của tiểu thánh. Hiện tại tiểu thánh đang cùng một bên với hắn, cho nên tuy rằng hắn cảm ứng được Kỳ Linh tiến vào phạm vi bí thuật của hắn, thế nhưng hắn cũng sẽ không bức bách Kỳ Linh hiện hình, ngược lại còn cố gắng phối hợp với Kỳ Linh hành động. Sao, hắn đã biến mất rồi ư? Bạc mình đã biến mất không thấy đâu rồi, cẩn thận. Những đạo quân này sắc mặt tức thì trở nên có chút khó coi. Bọn hắn thà rằng với công tiểu thánh thì cũng không muốn đối phó với Bắc Minh, bởi vì tuy rằng thực lực của tiểu thánh so với Bắc Minh hơi mạnh hơn một chút, thế nhưng tốt xấu gì cũng là người quang minh chính đại, các đạo quân đều có thể nhìn thấy tiểu thánh ở đâu một cách dễ dàng. Như vậy cho dù vây công cũng sẽ coi như dễ dàng. Nếu như tiểu thánh muốn công kích về bên nào thì những đạo quân kia cũng có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng. Thế nhưng Bắc Minh đạo quân thì lại khác. Ám sát độn thuật của hắn vô ảnh vô tung, khiến cho các đạo quân trở tay không kịp. Loại cảm giác này rất là hỏng. Vèo vèo, Kỳ Linh đột nhiên xuất hiện, cũng đã tới rất gần hai gã đạo quân trong số đó. Hắn ở bên cạnh, mau lui lại, không thể ngạnh kháng. Hai gã đạo quân kia bị dọa đến mức sắc mặt thay đổi, bởi vì hiện tại ai cũng biết bên trong các đạo quân đỉnh phong, Tiểu Thánh và Bắc Minh là hai người đứng cao nhất. Mặc dù là Hiểu Mộng đạo quân xếp hạng thứ 3, đối mặt với một người cũng sẽ bị đánh lui, thực lực sai biệt rất rõ ràng. Vèo, Kỳ Linh là ngang nhiên xông lên, những pháp bảo bí thuật kia trùng kích Kỳ Linh lại có thể đơn giản ngăn cản được. Xoẹt xoẹt, hai đạo kiếm hình sương mù xẹt qua trời cao. Vừa mới đối mặt thì hai gã đạo quân đỉnh phong tuy rằng đã cố gắng ngăn cản, thế nhưng vẫn ầm ầm bay ngược về phía sau. Hai người bọn hắn, một người bị đánh vào người, một người khác tuy rằng bằng vào pháp bảo hình lá chắn ngang, thế nhưng uy năng từ một kiếm của Kỳ Linh quá lớn, trực tiếp đánh bay hắn về phía sau. Chư vị, trước tiên tạm dừng tay. Thanh âm của Kỳ Linh vang lên, sắc mặt 20 tên đạo quân đang vây công có chút khó coi, nhưng vẫn tạm thời ngừng tay, cả đám đều nhìn chằm chằm về phía Kỳ Linh. Xoẹt. Vèo. Lúc này, Kiều Trần giáo chủ hóa thành sóng nước xuất hiện, ngưng tụ ra thân thể đứng ở bên cạnh Kỳ Linh. Ba người tiểu thánh Kỳ Linh, Kiều Trần đứng chung một chỗ. Kỳ Linh cười, nhìn những đạo quân ở trước mắt này nói.
Chư vị đạo quân cũng đã hiểu rõ rồi. Ta, Tiểu Thánh cùng với Kiều Trần đã liên thủ, cho dù 10 tên đạo quân đỉnh phong đứng ở trước mặt chúng ta cũng sẽ bị thua thôi. Mà dùng độn thuật của ta cộng thêm có Kiều Trần, Tiểu Thánh trợ giúp ta, chỉ sợ nếu như thực sự muốn giết chết vài tên đạo quân thì cũng không phải là việc gì khó đâu. Đám đạo quân đỉnh phong này rất không thoải mái, thế nhưng bọn hắn lại hiểu Kỳ Linh nói rất đúng. Vừa rồi Kỳ Linh mới chỉ sử dụng 2 thanh kiếm phân biệt đối phó với 2 gã đạo quân đỉnh phong. Nếu như hắn dùng 6 thanh kiếm để đối phó với 1 tên đạo quân, chỉ sợ có thể trực tiếp nghiền chết 1 tên đạo quân đỉnh phong đang còn sống sờ sờ. Nếu như chỉ có 1 mình Kỳ Linh, như vậy mối uy hiếp sẽ không lớn như vậy. Thế nhưng còn có Tiểu Thánh, Kiều Trần phối hợp với nhau, thực sự sẽ rất là đáng sợ. Đặc biệt là mấy người Lê Tinh Cung Chủ, Thạch Cửu còn không tiện động thủ với Kỳ Linh. Bác Minh, Lê Tinh Cung Chủ mở miệng nói. Lê Tinh Huynh à, bảo vật, người có thực lực thì có được. Kỳ Linh nói. Lần này vô số đạo quân chúng ta tới đây tranh báo, vốn là dựa vào thực lực, cũng phải nhìn vận khí. Tiểu Thánh đã lấy được bảo vật đủ để khiến cho chúng ta động tâm, cho nên ta cũng giúp hắn một tay. Nếu như tiếp tục đấu, các người không gây thương tổn được cho chúng ta, mà bên các ngươi chỉ sợ sẽ có đạo quân chết đi thôi. Sắc mặt cả đám Hiểu Mộng đạo quân rất là khó coi. Tiện nghi đều bị Bắc Minh này chiếm được. Tiểu Thánh có được 2 quả động minh ngọc phù, Bắc Minh này thì có được không ít lệnh phù. Hai người bọn hắn quá độc ác mà. Các đạo quân đỉnh phong khác đều có chút không cam lòng. Sao nào, tiếp tục đấu hay là dừng tay đây? Kỳ Linh lạnh nhạt nói. Ta không sao cả, chư vị tiếp tục giết xuống dưới nữa chứ. Tiểu Thánh cũng dùng thanh âm lạnh như băng nói. Vì những bảo vật này, mỗi một người trong các đạo quân ra tay đều rất là hung tàn. Thế nhưng bọn hắn lại gặp được Kỳ Linh và Tiểu Thánh còn ác hơn cả mình. Những đạo quân đỉnh phong kia nhìn nhau, tuy rằng đều không cam lòng, thế nhưng bọn họ cũng hiểu rõ thế cục hiện tại. Thực lực của Tiểu Thánh vốn đã bao trùm lên trên các đạo quân ở phía xa xa, mà tên Bắc Minh kia tuy rằng trước khi tiến vào Xích Ba Điện rất mạnh, thế nhưng sau khi tiến vào Xích Ba Điện, thực lực lại càng thêm đáng sợ. Hai các đạo quân đáng sợ như vậy liên thủ thật là làm cho người ta phải sợ hãi. Các người thật ngoan độc. Hiểu Mộng đạo quân quay đầu rời đi. Đi, chúng ta đi. Đi thôi. Một đám đạo quân đỉnh phong cũng bắt đầu đạp vào đồ án truyền tống kia. Thạch Cửu thì nhìn Kỳ Linh nói. Bác Minh, lần này chỉ có ngươi và Tiểu Thánh lấy được chỗ tốt thôi, bội phục. Cửu Vương. Kỳ Linh gật đầu nói. Ta cũng chỉ có chút vận khí mà thôi. Ồ, vậy ư? Vận khí như vậy, ta cũng có muốn có một chút đây. Lê Tinh Công Chủ nói. Đi thôi, chúng ta cũng đi hái trái cây nào. Thành Vân Công Chủ nói. Lệnh phù có tất cả 9 miếng, Kỳ Linh hiện tại có chừng 8 miếng, mà nhóm người Lê Tinh, Hành Vân cũng có nhận được 1 miếng lệnh phù thứ 8. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 224 tạm thời kết thúc tại đây. Chuyện thì cũng sắp đến hồi kết rồi. Nói là sắp hồi kết thế nhưng cũng phải còn gần 500 tập nữa thì mới hết được. Khánh Duy rất mong trong thời gian cuối chuyện này, các bạn nghe, các bạn nhớ like và chia sẻ giúp mình để ủng hộ cho kênh, tăng thêm lượt tương tác cho kênh. Chứ kênh của Khánh Duy dậm chân tại chỗ quá. Rất mong quý vị giúp đỡ. Xin cảm ơn. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.